Quýnh Nha xin kính chào tất cả mọi người. Con dân của thầy Thích Chân Dài hiện tại bây giờ đông dữ lắm quý vị. Không những đông mà họ còn bị u mê nữa. Và thực tế để mà nói, khi mà nhìn thấy cái bức tượng của thầy Thích Chân Dài mà đúc thì chúng ta lại ngỡ ngàng bật ngửa rằng là tại vì sao tượng Phật không đúc mà lại đi đúc tượng mang cái khuôn mặt của thầy Thích Chân Dài? Có phải chăng rằng là trong cái đế chế của thầy Thích Chân Dài thì thầy Thích Chân Dài là Phật, còn con dân của thầy Thích Chân Dài giống như là những người phục tùng, đúng không quý vị? Nó khủng khiếp lắm. Ta nói rằng là đây là một cái sự bôi nhọ, chứ không phải rằng là thầy đang dạy những điều hay lẽ phải, mà con dân của thầy á thì bị tiêm nhiễm vào trong đầu, cho nên bây giờ người ta u mê lắm quý vị ơi. Không biết con dân của thầy Thích Chân Dài nghĩ làm sao á, chứ nhìn thấy bức tượng Phật mà thầy Thích Chân Dài đúc ra như vậy đó mà vẫn lại thành kính thì mình cũng đến nể luôn đó quý vị. Cha mẹ nhà không thờ đâu, đi thờ một cái thần sống giống như là thầy Thích Chân Dài thì chịu thua rồi. Thầy không có dạy các con những cái điều hay lẽ phải gì đâu, thật. Thầy bây giờ thầy còn đang u mê mà. Thầy bây giờ còn mê sắc dữ lắm quý vị ơi. Ta nói rằng là đối với thầy không có gì mà qua mấy nàng thơ của thầy hết trơn á. Thì quần một lần 4 năm bà, thầy còn không có thời gian nữa. Thì con dân của thầy nghĩ thử coi, là thầy còn có cái tâm trí nào để mà tu hành không? Rồi những cái lời thuyết giảng khi mà thầy giảng cho các con dân của thầy nghe đó, nó có còn chuẩn chỉnh để cho các con học theo hay là không? Mà có ai đời đâu một cái người tu hành đó quý vị, người ta giảng điều hay lẽ phải là thường thường người ta nói rằng tu đâu cho bằng tu nhà. Cha mẹ của mình chưa lo được thì tốt nhất rằng là mình chưa có tu hành được. Mà đối với thầy Thích Chân Dài thì thầy lại nói ngược lại quý vị. Kiểu như bây giờ các con mà tôn sùng thầy á thì mai sau này các con phước báo dữ dằn lắm. Cho nên con dân của thầy đổi thầy lên đầu luôn đó quý vị. Trời ơi, có ai đời đâu tự nhiên từ lỗ nẻ chui ra hay sao đó quý vị. Mà con dân của thầy còn nói một câu như thế này: không có ai mà được giống như thầy Thích Chân Dài hết trơn á. Thầy Thích Chân Dài dạy cho họ ăn từng muỗng cơm, uống từng ngụm nước để có sức đi giúp đỡ cho đời, đi giúp đỡ cho người, đi lượm lo, hay là bảo vệ môi trường, hay là những cái chương trình thiện nguyện rồi này nọ các kiểu đó quý vị. Quýnh Nha nghe xong cái bật ngửa luôn. Cha mẹ sanh ra, cha mẹ dạy bảo, biết bao nhiêu là điều hay lẽ phải từ cái lúc đỏ hỏn tới giờ, không kể đâu quý vị. Tự nhiên mới đây gặp thầy Thích Chân Dài cái nói rằng là thầy dạy cho từng, cho ăn từng muỗng cơm, uống từng ngụm nước. Ủa vậy từ lúc nhỏ cho đến giờ cha mẹ không có dạy cho mình cái cách để cầm thìa múc cơm ăn hay sao? Hay cha mẹ không có dạy cho mình biết cầm cái ly lên để mà uống nước hay là sao? Hay là từ đó cho đến giờ nhịn đói trơn trọi hết, nhịn đói hết, gặp thầy mới biết ăn biết uống à? Ta nói nó ngược đời lắm quý vị. Càng nói thì chúng ta thấy rõ rằng là cái thầy Thích Chân Dài này tiêm vào đầu của con dân thầy những cái điều nó khủng khiếp lắm quý vị. Làm giống như là con dân không có cần nghĩ đến những cái người sinh thành ra mình, chỉ cần nghĩ đến thầy thôi, cúng dường cho thầy, cúng nhà, cúng đất cho thầy là phước báo. Mà quý vị thử nghĩ coi, đời này mình sống nó không có ra gì thì làm gì có đời sau để mà mình hưởng phước báo, đúng không quý vị? Đời này sống ở trong chòi lá, gia đình ly tán
Thì đời sau quý vị thử nghĩ coi làm gì mà ở trong cung điện được. Chỉ có những cái viển vông, những cái ảo tưởng, những cái điều ba láp ba xàm mà thầy thích chân dài gieo cho các con của thầy. Bản thân của thầy ấy, có làm thiện nguyện gì đâu. Các con cứ cúng dường cho thầy rồi thầy cúng dường lại cho gái thôi. Đời của thầy còn chưa qua được cái câu chuyện về sắc mà, về gái mà. Làm sao mà thầy dạy được các con? Đúng không quý vị? Mà thực tế để mà nói bản thân của thầy thích chân dài bây giờ ta nói rằng là bốn bà. Thầy quằn quặt với bốn bà. Thầy còn không có sức, không có hơi. Chứ đừng có nói rằng là thầy giảng dạy cho các con những điều hay lẽ phải. Trời ơi, ta nói rằng là càng nói á, mình thấy cái câu chuyện này nó càng khủng khiếp quý vị. Ở Việt Nam mình nó có biết bao nhiêu là người tu hành đức độ mẫu mực, người ta đâu có màng đến danh lợi, người ta đâu có bao giờ mà nói những cái người Phật tử phải cúng dường cho họ đâu. Họ sống rất là hòa nhã nhã nhặn quý vị, họ sống rất là êm đềm, mà mình nhìn vào họ là họ đã toát lên một cái vẻ được gọi là phong thái của những người tu hành chân chính đó quý vị. Họ có mặc những cái bộ quần áo sờn cũ màu để chăng nữa thì họ vẫn luôn luôn đẹp. Còn đối với thầy thích chân dài á, thì đeo đồng hồ hiệu, đi xe siêu xe được không thôi quý vị. Cho nên rằng là khi mà thầy nói đạo lý á, thì thầy chỉ toàn nói đạo lý về cách làm giàu của thầy, với cách mà các con dân của thầy cúng dường cho thầy bằng cái phương pháp này, bằng cái phương pháp kia, bằng cách này, bằng cách kia, thì các con cũng phải cúng dường cho thầy thì các con mới có phước báu, chứ không cúng dường cho thầy mà đi cúng dường cho những cái ngôi chùa nghèo đâu quý vị, thì không có phước đâu đó. Biết bao nhiêu là cái đối thủ cạnh tranh của thầy cũng giảng dạy cho con dân của họ những cái điều như vậy đó. Ta nói rằng là cuộc đời này không có ai giống như là sư Minh Tuệ hay là sư Minh Đạo, hay là còn có rất là nhiều sư, mà thật sự đấy quý vị á, toàn là những sư già ở ẩn đó quý vị, rất là thương, không có ai biết đến hết. Vì họ đâu có những cái công nghệ hiện đại, hay là truyền thông, hay là có một đội ngũ truyền thông ekip đồ này nọ các kiểu, quay hình quay clip đồ này nọ đăng lên để mà nhằm với cái mục đích là con dân của họ thấy những cái hình ảnh đó rồi cúng dường đó, đúng không quý vị? Họ ở ẩn, nhiều lúc họ tu hành đó quý vị, quý vị còn không biết họ đang ở đâu nữa đó. Cho nên rằng là khi mà nghe thấy những gì mà thầy thích chân dài, hay là một số thầy mà hiện nay bây giờ cộng đồng mạng người ta lên người ta phản tố nhiều đó quý vị, thì chúng ta hỡi ơi, thay bây giờ tu hành mà vừa có tiền vừa có gái kè kè bên cạnh nó dễ dàng quá quý vị. Có nhiều lúc đại gia cũng không được như vậy đó. Các thầy giống như là thầy thích chân dài thì bây giờ tu hành mà thời gian rảnh cần gì đâu mà phải tụng kinh niệm Phật hay là ăn chay đâu. Các thầy bây giờ thích ăn mặn dữ lắm, thì các thầy thích ăn mặn mà còn thích chơi gái nữa quý vị. Cho nên rằng là có cái gì sướng bằng cái cách tu của thầy thích chân dài? Còn cái gì bằng với một cái cuộc sống mà được ta nói rằng là nó hưởng lạc, nó xa hoa, loạn lạc đến như vậy đâu quý vị. Cho nên con dân của thầy á,
là cần phải bán gia sản hay là cúng tiền, cúng vàng, cúng bạc hay là cúng đất đai tài sản, nói chung là cái gì cúng được cho thầy mà thầy ăn được thì cứ cúng cho thầy. Thầy bây giờ là không có ngửi mùi khói nữa quý vị. Thầy chỉ thích ngửi mùi tiền thôi, với lại mùi gái nữa. Bởi vì lẽ đó cho nên con dân của thầy tỉnh táo dùm cái. Cha mẹ sanh ra cũng mong muốn rằng là con mình đi đúng đường đúng hướng lắm. Mà gặp trúng cái thầy thích chân dài này một phát là ta nói rằng là cái cuộc đời nó rẽ nhánh đi theo cái chiều hướng được gọi là tiêu tan luôn. Giàu cỡ mấy mà lọt vào tay của thầy thì ta nói rằng là 1 phút 30 giây cúng hết cho thầy thì còn có cái bộ đồ rách. Không còn một cái mảnh đất để... Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mình chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mình chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những đoạn video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.